con nay quy y đức phật a di đà vô lượng thọ vô lượng hoa như lai nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thành và cõi nước cực lạc thanh tịnh trang nghiêm con nay quy y pháp môn tịnh độ tính nguyện trì danh cầu sanh cực lạc nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được họ trì tu tập phương tiện thành phật tối con nay quy y đức quan thế âm bồ tát đức đại thế chín bồ tát và thanh tịnh đại hải chúng bồ tát nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát bồ đề tâm sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chóng thành phật đạo tịnh độ đại kinh giải diễn nghĩa chủ giảng lão pháp sư tịnh công chuyển ngữ hạnh chân biên tập minh tâm Thời gian ngày 31 tháng 3 năm 2011, địa điểm Tịnh tông học viện Úc Châu, tập 354. Chư vị pháp sư, chư vị đồng học mời ngồi xuống. Mời quý vị xem đại thừa vô lượng thọ kinh giải. Trang 415 Hàng thứ ba đếm từ dưới lên Giả sử thập phương chúng sanh Tất thành duyên giác Nhất nhất duyên giác Thọ dạng ức tuệ Thần thân giai như Đại một kiền liên Tận kỳ thọa mạng kiệt kỳ, kỳ trí lực Tức cộng thôi toán Bỉ Phật hội trung Thanh văn chi sổ Thiên dạng phân trung Bất cập nhất phân đoạn này hoàng niệm tổ chú giải nói hữu minh thanh văn vô số ở đây chúng ta cần phải hiểu không phải toàn bộ nhân số Giáng sanh thế giới Tây phương cực lạ Chỉ có thanh văn giảng sanh Cũng chính là tiểu thừa giảng sanh Đến thế giới cực lạ Họ sanh vào cõi phương tiện hữu dư Người tin tưởng cõi phàm thánh đồng cư rất nhiều nhưng không nói chỉ nói đến cõi phương tiện một liên thần thông đệ nhất giả linh thập phương chúng sanh đồng cụ mục liên chi thần thông đây chính là loại có thần thông của ngài mục kiền liên có trí tuệ của mục kiền liên chúng ta một đời dùng hết trí lực của mình mọi người cùng nhau suy đoán thanh gian ở thế giới cực lạc nghĩa là người giảng sanh này có bao nhiêu bên dưới dùng một chữ số để hiển thị thiên dạng phân trung bất cập nhất phần đây là loài mười phương chúng sanh không phải loại thế giới cực lạ mười phương chúng sanh đều giống như Ngày một kiền liên vậy chẳng những như thị mà thỏa mãn của mỗi người là dạng ức tuổi đây là giả thiết để suy đoán xem có thể biết được nhân sự thanh văn giảng sanh thế giới cực lạc hay chăng không cách nào tính toán được một trên một ngàn vạn phần họ cũng không đạt được từ đó cho thị số lượng này rất nhiều đây mới nói đến chúng thanh văn thôi còn chúng thiên nhân chúng bồ tát nữa như vậy mà không đông sao vì sao ngài không nói đến những vị khác mà đưa ra chúng thanh văn thanh văn giảng sành ít tiểu thừa chúng ta ở thế gian này có thể nhìn thấy được tiểu thừa rất cũ chấp nói với họ họ sẽ không tin cho nên giảng sanh ít Thiểu số đã là như vậy Thì đa số có thể tính được sao Bên dưới dùng ví dụ để chứng minh Thí như đại hải Thâm quảng vô biên Đây là đại hải Thiết thủ nhất màu Giả thiết chúng ta dùng một sợi lông dùng một sợi lông mà còn phải đem nó phân ra trăm phần nhỏ như di trần đem sợi lông này cắt làm một trăm phần là một trăm phần rồi tiếp tục đem nó nghiêng ra thành di trần lấy một di trần nhỏ lên trên di trần đó giọt nước biển tôi nghĩ rằng giọt nước biển này chỉ sợ mắt thịt chúng ta không nhìn thấy thấm một giọt nước nước ở chỗ di trần này còn nhiều hơn cả nước biển hai bên nước ở di trần và nước trong biển lớn bên nào nhiều chúng ta đều có thể biết anan -an. Bỉ một kiền liên đẳng Sở tri số giả như mau trần thủy Sở di tri giả như đại hải thủy Trong chú giải Hoàng Niệm Tổ nói Nhất mau Ngôn kỳ diệu tiểu giả Cánh phân di bách phân Tắc cánh tiểu giả Như di trần tắc cực tiểu giả trong Phật Pháp Di trần mắt thịt chúng ta không nhìn thấy được Thiên nhãn A-la-hán có thể nhìn thấy Có thể nhìn thấy di trần Mắt thịt chúng ta không nhìn thấy Vì nó cực kỳ nhỏ Dĩ thử mau trần Sở chim đắc chi thủy Vụ sở tri chi số chúng sanh trong mười phương thần thông trí huệ đều giống như ngài một kiền liên họ có thể biết được như nước nơi di trần còn chỗ không biết được như nước trong biển cả đây là ví dụ thánh chúng ở thế giới cực lạc số đó vô lượng Chúng ta xem tiếp đoạn cuối Bỉ Phật Thọ Lượng Thọ Lượng của Phật A-di-đà Cập chư Bồ-Tát Thanh Văn Thiên Nhân Thọ Lượng Diệt Nhị Vừa rồi đưa ra ví dụ chỉ nói đến hàng Thanh Văn Không nói đến Bồ-Tát Cũng không nói đến Thiên Nhân Bồ-Tát và Thiên Nhân giảng sanh nhiều nhất Thanh gian giảng sành ít nhất Phi dị toán kỹ Thí dụ chi sợ năng tri Không có cách nào để tính Cũng không có cách nào để ví dụ Ở này nói đến Số người ở thế giới cực lạc đông như thế Cư dân trên địa cầu này Chỉ có 65 ức như vậy mà tính làm gì quá ít họ như thành phố lớn còn ở đây như thôn quê trên địa cầu không phải giống như thôn quê sao không thể so sánh đoạn cuối cùng kết hợp chủ và bạn tổng kết chủ bạn Giáo chủ Thọ mạng vô lượng Quốc trung nhất thiết đại chúng Diệt dây như Phật Thọ mạng vô lượng Mấy câu này vô cùng quan trọng Tất cả hữu tình chúng sanh Trong thế giới ta bà bao gồm những loại bò bay cựa động nhỏ nhất của động vật. Ai không tương tiếc sanh mạng, ai không hy vọng trường thọ. Tôi tin rằng điều này tất cả nhân loại không phân biệt quốc gia, không phân biệt chủng tộc, không phân tôn giáo tín ngưỡng mỗi người đều hy vọng mong cầu cầu bất đắc khổ cầu bất đắc khổ trong bát khổ đến thế giới tây phương cực lạc thì vấn đề này sẽ được giải quyết sẽ đạt được một cách viên mãn điều này thật không thể tưởng tượng được ngoài ra còn có vấn đề nữa con người ở thế giới chúng ta thỏa mãn dài rất tốt nhưng họ có già khổ sau khi già thỏa mãn rất dài khí quản của họ suy yếu thế giới cực là không có già khổ Tất cả sanh lão bệnh tử đều không có Không có chuyện cầu bất đắc Có cầu tất có ứng Không có oán tán hội Oan thân trái chủ của chúng ta đều không thể giảng sanh Nếu oan thân trái chủ được giảng sanh Thì tất cả đều sửa đổi rồi Đều là thượng thiện nhân không có oán tán hội khổ không có cầu bất đắc khổ không có ngụ âm xí thành khổ mỗi người đều là thần kim cang bất hoại quý vị nghĩ xem thế giới này tốt biết bao tôi nói thêm với quý vị thế giới này chúng ta quá phần nếu chúng ta không có phần mà ở đây phật giới thiệu như vậy đây gọi là dùng món ngon để kích thích người khác nói thì rất hay nhưng chúng ta đều không đạt được nói như vậy nhất định đức phật không nói đức phật đã nói với chúng ta thì nhất định chúng ta có thể làm được và nhất định có thể đạt được phật mới nói Chúng ta mới cảm ơn giáo huấn của Phật Chúng ta hiểu rõ Nên nhất tâm nhất ý Cầu sanh tịnh độ Chỉ cần nhất tâm nhất ý Thì chắc chắn được giảng sanh Chúng ta tiếp tục xem ở sau Đại ân đại đức của Phật Di Đà Di diệu khó nghĩ lượng Ở đây Hoàng Niệm Tổ nói Đới hoặc giảng sanh giả Hoặc chính là nghiệp Nghiệp chướng Mang theo nghiệp chướng giảng sanh Vừa đến quốc độ này Thì liền không còn thói chuyện Đây là điều vô cùng thù thắng Mà lại còn thọ mạng vô lượng Cho nên quốc độ này Đều có thể trong một đời Chứng được quả dị Bổ Phật dị là đẳng giác Bồ Tát Chứng cực quả là chứng đến diệu giác dị Trong Kinh Hoa Nghiêm là đăng phong tạo cực Nghĩa là Bồ Tát tu hành Đều y theo những điều trong Kinh Hoa Nghiêm nói Vị thứ của Bồ Tát là 51 bậc Thêm Phật vị cuối cùng tổng cộng có 52 vị thứ 52 vị thứ này giảng sanh Nhất định trong một đời Có thể thành tựu viên mạng Nếu ở tha phương thị giới Chỗ này của chúng ta là thế giới của Đức Thích Ca Thời gian tu hành ở tha phương thị giới rất dài Dài đến mức độ nào Trong kinh thường nói là Vô lượng kiếp Thời gian là dùng kiếp để tính vì sao vậy vì thỏa mãn ngắn dễ thoái chuyển một lần xem tử lại thụt lùi một đoạn dài đời này tu không tệ Tu đến 80 tuổi Tu đến 100 tuổi chết Chết rồi lại đầu thai Được thân người E rằng phải đến 20 tuổi mới được nghe Pháp Mới bắt đầu tu Như vậy ở giữa đã gián đoạn 20 năm Nếu đời sau không được làm thân người Mà đầu thai vào các đường khác Như vậy lại bỏ lỡ không biết bao nhiêu thời gian nên tu hành ở tha phường thị giới là đức quảng mà thời gian gián đoạn rất dài thời gian liên tục lại ngắn không tương đối nên phải cần vô lượng kiếp phật tổ thành ngôn tức là lời chân thành tuyệt đối không phải lời nói không thật Thân người khó được Phật Pháp khó nghe Nghĩ đến điều này thì vấn đề lại rất lớn Đời này học Phật Nếu tiếp tục luân chuyển trong luân hồi Luân chuyển bao nhiêu Có thể luân chuyển vô lượng kiếp Mới lại được thân người Được thân người thì lại không nghe được Phật Pháp Như vậy là uổng phí một lần đến Những điều này đều ở ngay trước mắt chúng ta. Chúng ta xem 65 ức người trên thế giới này. Có được mấy người trong đời này nghe được Phật pháp? Tu học Phật pháp. Trong 65 ức người Có người thống kê điều tra Đây chính là nhân khẩu tín ngưỡng tôn giáo Trong thống kê Tín ngưỡng cơ đốc giáo và thiên chúa giáo Tín đồ hai tôn giáo này Hợp lại Có khoảng 21 ức Tín ngưỡng đạo hồi có 15 ức Nếu tính như vậy Thì ba tôn giáo này có 36 ức Vừa hơn nửa số người trên toàn thế giới Tính ngưỡng theo Phật giáo Có khoảng 6-7 ức người không nhiều Chỉ là thiểu số Các tôn giáo khác còn rất nhiều Sau khi các tín đồ của tôn giáo hợp lại Nhất định vượt trên Một nửa nhân số trên thế giới nếu tính toán này của họ đáng tin thì người tín ngưỡng Phật giáo trên toàn thế giới chỉ có sao ức trong sáu ức người này có phải tất cả đều nghe được chánh pháp chăng? Vấn đề rất lớn. Trong chánh pháp có thể nghe được đại thừa chăng? Có thể nghe được tịnh độ chăng? đào thải từng tầng từng tầng đến cuối cùng không còn được mấy người chúng ta thực sự gặp được tịnh độ giống như trước đây cư sĩ lý bính nam sáng lập đài trung liên xã khi ông giảng sanh các bạn hữu của Đài Trung Liên Xã Hình như vừa qua 50 vạn người Thầy Lý nói với người đồng tu niệm Phật của Liên Xã Thật có thể giảng sanh thế giới cực lạc Trong một dạng người có khoảng 5-3 người Cứ cho là 5 người Nhiều phải không? Cứ cho là năm người đi. Trong một dạng người có năm người, thì mười dạng là năm mươi người. Năm mươi dạng, năm năm là hai trăm năm mươi người. Quá ít, quá hy hữu. Hiện đạo Đại Sư nói, Niệm Phật cầu sanh tịnh độ Giả người tu thì giả người được giảng sanh Không còn sót người nào Đây là nguyên nhân gì? Thật niệm Phật Thật muốn giảng sanh Thật buông bỏ Mới có thể đi được người niệm phật không thể giảng sanh như chúng ta ví dụ ở trước trong ly đề hồ có một giọt thuốc độc có một chút tự tư tự lợi tham sân si mạng liền sanh chướng ngại rất nghiêm trọng điều này chúng ta không thể không biết có một vài hội trợ niệm khi giảng sanh tôi nghe nói những người đưa giảng sanh này rất dốc sức họ không giảng sanh thì tôi giảng sanh họ không giảng sanh Tôi có thể giảng sanh được chăng Giảng sanh thì giảng sanh Nhưng giảng sanh về đâu Kiếp sao được làm người là giảng sanh Đến đường ngạ à quỷ cũng là giảng sanh Đọa địa ngục cũng là giảng sanh Quan trọng là giảng sanh về đâu Hình như có chút mùi vị cưỡng bức Có chuyện như vậy chăng có Nhưng không dễ Bà La Môn Nữ trong kinh địa tạng là một ví dụ Chúng ta có thể dùng hiếu tâm chân thành như bà La Môn Nữ chăng Nếu được như vậy cũng có thể cảm động Phật A-di-đà Hiếu tâm chân thành đó hồi hướng cho hương linh chúng tôi tin rằng có thể làm được người đồng với tâm tâm đồng với lý nếu không có hiếu tâm chân thành như vậy thì không thể hộ niệm giúp cho giảng sanh Thông thường hộ niệm giảng sanh Nhất định chính họ phải có thiện căn phước đức Tự mình không có thiện căn phước đức Nhất định không thể giảng sanh Không phải thiện căn phước đức nhân duyên của đời này Thì cũng là đời trước Trong quá khứ từng tu pháp môn này Thiện căn rất sâu dày Nhưng vì tập khí phiền não quá sâu Nên nó che mất thiện căn Đại hiếu cảm động này giúp họ tiêu nghiệp chướng. Khi nghiệp chướng tiêu thì thiện căn trong quá khứ của họ liên khởi dậy. Dựa vào điều này. Nếu không dựa vào điều này thì nói không thông được. Những điều này chúng ta nên suy nghĩ nhiều và phải hiểu cho rõ ràng, minh bạch. Tự mình nhất định phải nhổ sạch chướng ngại Trong một đời của mình Trong đời này nhất định phải thành tựu Thực tế nói cơ duyên này Quá thù thẳng và rất khó được Gặp được sao có thể không nắm chắc Mọi việc đều là việc nhỏ. Nghe kinh niệm Phật mới là đại sự. Trong kinh Pháp Hoa nói: Đức Phật vì một đại sự nhân duyên mà xuất hiện ở đời Đại sự gì? Giúp chúng sanh ngay trong đời này Niệm Phật sanh tịnh độ và thành Phật đạo Đây chính là đại sự nhân duyên Thử độ khí đa thoái duyên Hữu dĩ thọ mạng bất quá bách niên Cố mạc pháp trùng ức dạng nhân tu đạo Hạng nhất đắc đạo Chúng ta trên địa cầu này Thoái duyên rất nhiều cuốn cảnh thì sanh tham ái Nên không niệm Phật Nghiên cảnh thì sanh oán hận Nên cũng không nhớ đến Phật Thỏa mãn lại không dài Người sống quá 100 tuổi rất ít Người bốn năm mươi tuổi ra đi lại quá nhiều Nên Đức Thế Tôn nói Trong thời mạt Pháp Hiện nay chúng ta là thời mạt Pháp Mạt Pháp 10.000 năm Đã qua hơn 1.000 năm Còn có 9.000 năm nữa Trong thời kỳ mạt Pháp Có ức dạng người tu hành Khó có được người đắc đạo Khó có được người thành tựu Một dạng người khó có được một người thành tựu Lời này là thật không phải giả Hữu giảng sanh luận kệ dân Chánh giác A-di-đà Pháp dương thiện trú trì Ở trước chúng ta cũng đã học qua Phật thọ vô lượng Giáo hóa chi chúng vô lượng Sở giáo nhân dân Giai đồng bộ xứ Bồ Tát Cố dân thiện trú trì dạ. Ở đây nói rõ ý nghĩa của thiện trú trị Chân thiện Thật không đơn giản Thiện trú trì Thiện ở đây chỉ cho điều gì điều này trong đoạn kinh Giang này có giáo hóa đồng bộ xứ Bồ Tát, đây mới gọi là hiện trú trì, cũng ví như cha mẹ dạy con cái chọn cho chúng mái trường tốt nhất chọn thầy giáo tốt nhất trong năm học của chúng nhất định có thể đạt được học vị tiến sĩ đây gọi là thiện giáo đây không phải là chuyện dễ đây là đại sự nhân duyên chư phật bồ tát ở nhân gian đều hiện thân là thầy giáo chuyên nghiệp Đúng. xuất hiện ở đời Thiên chức của họ Chính là giảng kinh dạy học Khuyên người làm thiện Sửa đổi sai lầm Dẫn dắt hành nhân Hành nhân chính là Những người học tập Phật Pháp Đồng quy tịnh độ Đây gọi là chân chánh thiện trú trị Nên lấy mình làm gương Để cho mọi người noi theo Đức Thế Tôn chính là điển hình tốt nhất Tấm gương sáng nhất Hữu kỵ dân Như lai tịnh hoa chúng Chánh giác hoa quá sanh Chỉ bị Phật hội chúng Đại chúng trong hội lớn Của Phật A-di-đà Đều sanh trong cõi nước thanh tịnh liên hoa của Phật A-di-đà Không như thế giới tha phương Là thai xanh, noãn xanh, thớp xanh, quá xanh Không phải Thai, noãn, thớp xanh đều không sạch sẽ Ô nhiễm nghiêm trọng Chỉ có quá xanh là không có Thế giới Tây Phương cực lạc là liên hoa quá sanh Liên hoa tượng trưng cho tiền đồ Sanh ra từ bùn dơ Nhưng không nhiễm mùi bùn Liên hoa trong ao thất bạo ở thế giới cực lạc Dưới đáy ao không phải là bùn xịn mà toàn là cát vàng Dưới mặt hồ đều là trân bảo Không có buồn xịn Thật thanh tịnh Thuần thanh tịnh Vì sao vậy? Bởi tâm tịnh thì cõi nước tịnh Tâm Phật A-di-đà thanh tịnh Nên chiêu cảm cõi nước tịnh Tuy người đới nghiệp giảng sanh không thanh tịnh Nhưng câu Phật hiệu của họ có sức mạnh Có thể chế phục được tập khí phiền não Nên có thể giảng sanh Tuy có phiền não tập khí Nhưng chỉ cần nó không khởi tác dụng không phán tạc chế phục được thì tâm tạm thời được thanh tịnh thanh tịnh này tương ứng với thanh tịnh ở thế giới cực lạc nên có thể giảng sanh sanh đến thế giới cực lạc được oai thần của phật a di đà gia trị thì tập khí phiền nào đó vĩnh diện không khởi tác dụng Lâu ngày tự nhiên nó bị đào thải không còn nữa Đây là Phật a di Đà giúp tất cả chúng sanh Đoạn phiền não chứng diệu Pháp Bồ Đề Quá tuyệt diệu Điều này trong quốc độ mười phương chư Phật không có Quốc độ mười phương thật sự phải dựa vào chính mình Cõi đồng cư và cõi phương tiện Ở thế giới Tây Phương cực lạc Hoàn toàn dựa vào Phật a di Đà. Chỉ có cõi thật bảo Ở đó mới dựa vào chính mình Như vậy là sao? Thông thường là từ hàng sơ địa Bồ Tát giảng sanh Trong viên giáo Hoa Nghiêm nói Trên bậc sơ trú giảng sanh phải dựa vào tự lực Đến Tây Phương cực lạc hay không? Không đến phật đến tiếp dẫn được phật hoàn chịu đến sẽ làm cho công phu tu tập của chính mình nâng cao lên gấp bội chúng ta chứng được sự trụ nhưng phật a di đà đến tiếp dẫn phật quang vừa chịu có thể chúng ta sẽ đến được nhị trú tàm trú lập tức nâng cao lên Nên Tam Hiền Bồ Tát Chúng ta gọi là biệt giáo Buông bỏ phân biệt chấp trước Tập khi phân biệt chấp trước cũng đoạn Họ là người ở phương nào? Là Bồ Tát Phật trong tử thanh Pháp giới Địa vị này đi vị này phát nguyện giảng sanh Tây phương cực lạc Phật quan vừa chịu Họ liền nâng lên đến sơ trụ Chưa đến thế giới Tây phương cực lạc Họ đã lên đến sơ trụ Oai thần giá trị của Phật A-di-đà Thật không thể nghĩ bàn Mỗi ngày chúng ta đọc một biến kinh này Thì một lần Phật A-di-đà sẽ gia trì chúng ta Nếu đọc hai biến Thì Phật A-di-đà gia trì hai lần chúng ta Một ngày có thể đọc mười lần từ đầu đến cuối Như vậy thì Phật A-di-đà gia trì chúng ta mười lần Một ngày gia trì mười lần Tôi nghĩ thông thường nói Ba năm Một ngàn ngày Thì ta được một dạng lần giá trị Như vậy quý vị không thành Phật Thì ai thành Phật Chúng ta thường nói Để Phật A-di-đà trong tâm trong tâm chỉ có Phật A Di Đà, ngoài Phật A Di Đà ra thì không còn gì nữa. Chúng ta thực sự đã lấy tâm chân thành cung kính, một ngày đọc mười biến kinh vô lượng thọ. ba năm tâm của chúng ta đã thay đổi tâm chúng ta thật là phật a di đà phật a di đà thật sự là tâm chúng ta khi trong tâm chúng ta thuần có phật a di đà thì mọi thứ khác đều thấy xa lạ Chính như các bờ cổ đức thường nói Thuộc xứ chuyển sanh Sanh sự chuyển thuộc Mặc dù tập khí phiền não chưa đoạn Nhưng chắc chắn Chúng ta là phàm thánh đồng cư độ Thượng bối giảng sanh Chứ không phải trung bối và hạ bối Hướng bối giảng sanh Sanh tử tự tại Điều này chính là nói Muốn khi nào đi thì lúc đó đi Tùy thời có thể đi Tùy xứ có thể đi Được đại tự tại giai tùng như lai trí tuệ thanh tịnh hải sanh diệt tước giai tùng di đà tự tâm trung sanh già biển trí tuệ của phật a di đà chính là tâm phật a di đà chân tâm của phật a di đà Thực tế mà nói cũng chính là chân tâm của chính mình Chân tâm là một không phải hai Chúng sanh và Phật cùng một chân tâm Nếu vọng tâm thì không giống nhau Ngài là tâm Phật, chúng ta là tâm phàm phu Nhưng chân tâm thì giống nhau Thì cô bị quốc nhân dân Bình đẳng như Phật Thọ mạng diệt dài vô lượng Nhất sanh bổ Phật Bổ xứ là đẳng gia Là địa vị cao nhất của Bồ Tát Kinh Hoa Nghiêm sắp xếp Bồ Tát Thành 51 giai cấp Bổ xứ là cao nhất Khả tri cực là chủ bản Tức dài trang nghiêm công đức thành tựu Khá tri ở đây Đối với chúng ta mà nói là điều cần phải biết Chủ của thế giới cực lạc là Thầy Là Giáo Chủ Bạn là Bồ Tát Từ nhân thiên đến đặng gia Trên hình tướng mà nhìn Đều rất tương tự với Phật A-di-đà Đây là công đức thành tựu của Phật A-di-đà Cũng là công đức thành tựu của chính mình Vì chúng ta với tất cả chư Phật như Lai Cùng một tự tánh Cùng một lý thể Chư Phật thương yêu tất cả chúng sanh Gọi là đồng thể đại bi Y chánh tra nghiêm trong mười pháp giới Đồng thể với Phật Cùng một tự tánh thanh tịnh duyên minh thể Điều này chúng ta học được trong giọng tận Hoàng Nguyên Quang phẩm này chúng ta chỉ học đến đây chúng ta xem tiếp phẩm thứ mười bốn báo thọ biển quốc đầy thập tử từ phẩm mười bốn Đến phẩm 17 Bốn phẩm kinh này Giới thiệu hoàn cảnh vật chất Ở thế giới Tây Phương cực lạc cho chúng ta Chúng ta thích cây cối Chúng sanh trong mười phương thế giới Hình như đều thích cây cối Thế giới cực lạ cũng không ngoại lệ Trước tiên giới thiệu cây bảo Bốn phẩm trọng hiển Cực là quốc độ y bảo trang nghiêm Trọng hiển là nói tỉ mỉ Ở trước là lượt thuyết ở đây giới thiệu tường tận cho chúng ta Thất bảo hàng thọ Châu biển kỳ quốc Sử chư bảo thọ Hoặc nhất bảo độc thành Hoặc đa bảo cộng tác Thọ giai chỉnh tề trang nghiêm Quan sắc thù diệu Tùy phong tấu nhạc Âm điệu hòa nhạc Đây là còn chưa đọc kinh văn Hoàng niệm tổ đem phẩm này Giới thiệu đơn giản cho chúng ta Cây cối ở thế gian này Thực vật là thân gỗ Hoa thảo là cây cỏ Chúng sanh ở thế giới ta bà Chiêu cảm nên Điều này nhất định phải hiểu Cảnh giới bên ngoài Là tùy theo tâm chúng ta Mà biến đổi Cảnh tùy tâm chuyển Vì sao thế giới cực lạc lại tốt như vậy Bởi tâm người ở thế giới cực lạc Thuần tịnh thuần thiện còn tâm chúng ta ô nhiễm Tâm chúng ta bất thiện Mặc dù trong thiện tâm cũng có sen tạp bất thiện Nên chúng ta chiêu cảm được quậy báo Nơi chúng ta ở là như vậy Ở như vậy là chúng ta chiêu cảm được hoàn cảnh nhân sự Và hoàn cảnh vật chất này Hết thảy đều là nghiệp bất thiện chiêu cảm nên Điều này chúng ta cần phải biết Tâm tôi thanh tịnh Vậy hoàn cảnh bên ngoài thanh tịnh chăng Có thể thanh tịnh Chưa thay đổi Chưa thay đổi chúng ta không bị ô nhiễm Thì tâm chúng ta thanh tịnh Là bình đẳng là giác mà không mê bên ngoài là cộng nghiệp của đại chúng chiêu cảm ra nhưng tôi với họ không cộng nghiệp trong cộng nghiệp có bất cộng nghiệp trong bất cộng nghiệp có cộng nghiệp đây là nói rõ ràng minh bạch chân tướng sự thật có phải như vậy chăng? Thật sự là như vậy. Chư Phật Bồ Tát người thật sự có công phu tu hành. Từ bi thương xót thế gian này. Nên đến thế gian này để giáo hóa chúng sanh. Nhưng chúng sanh không tiếp nhận Chúng sanh bài xích hủy bán Điều này xảy ra rất nhiều Trong kinh điển Đức Phật thường nói Chư Phật Bồ Tát dùng phương pháp gì Hàng thuận chúng sanh Tùy hỷ công đức Có ý niệm độ chúng sanh chăng Không có có ý niệm độ chúng sanh Thì họ đã khởi tâm đồng niệm Họ là phàm phu không phải là Phật Bồ Tát Nên nhờ Phật Bồ Tát diễn diễn không có khởi tâm đồng niệm à, Chúng sanh cảm Phật Bồ Tát chỉ là ứng Là phản ứng à, Chúng sanh dùng thiện tâm cảm Phật lấy thiện tâm dạy chúng sanh Nếu chúng sanh dùng ác tâm Phật sẽ như như bất động bất động này giống như trong mỗi triều đại gọi là ẩn cư họ ở nơi thế gian này tìm một hoàn cảnh thanh tịnh để độc thiện mình chỉ dạy vài người có duyên dạy người nào tốt người đó chỉ dạy vài người có duyên Điều này trong lịch sử Của mỗi triều đại chúng ta đều nhìn thấy Các cao tăng thạc đức xưa này Mỗi người dạy mấy người Truyền dài người Truyền cho một người cũng có Truyền cho hai người cũng có Truyền năm sáu người là rất nhiều Đại sư Huệ Năng Truyền bốn mươi ba người là nhiều nhất chưa từng có trong lịch sử trước đó Và sau ngày Huệ Năng Cũng không có người truyền nhiều như vậy Nhưng tỉnh Độ Tông giảng sanh rất nhiều Sớm nhất là thời đại Đồng Tận Huệ Diễn Đại Sư Ở Lư Sơn Giang Tây Kiến lập một niệm Phật Đường Đông Lâm niệm Phật Đường một trăm hai mươi ba người đều thành tựu. Điều này vô cùng thù thắng. Chúng ta biết niệm Phật. Giảng sanh đều thành Phật. minh tâm chuyện tành xem họ có giảng sanh tịnh độ hay không họ giảng sanh tịnh độ rất nhanh nếu không giảng sanh tịnh độ thì đều định thế giới hoa tạng thân cận phật lô xá na cuối cùng được gian thụ phổ Hiền vẫn trở về cực lạ đến thế giới cực lạ học tập với phật a di đà điều này trong kinh giảng rất rõ ràng kinh hoa nghiêm pháp hoa đều nói như vậy Trong một đời thành tựu Mà gặp được thiện tri thức Duyên này thật không thể nghĩ bạn Ở trong hội của thiện tri thức Được khai ngộ Đây cũng không dễ Ngũ tổ hoàn nhẫn Suốt đời quan pháp dạo quả. Đồ chúng mấy ngàn người Nhưng không có ai khai ngộ Kể cả thần Tú Đại Sư cũng chưa khai ngộ Đến khi gặp Ngài Huệ Năng Mới có người khai ngộ Ngài Huệ Năng làm người truyền thừa của ngũ tổ nên mãn mặt Phật Pháp của Thiền Tông không đoạn Ngày nay trong Phật giáo Đại Thừa, Tiểu Thừa Mạch mạng Phật Pháp truyền từ đời này qua đời khác không gián đoạn Chúng ta là đệ tử vị thầy nào đó truyền xuống Nhưng chưa khai ngộ Điều này giống như trong Pháp Thế gian Tổ tiên sanh ra quý vị Quý vị cũng không tệ Còn cháu rất đông Đời này tiếp đời khác Cho đến hôm nay Mở gia phổ ra nhân khẩu hưng dượng Nhưng không có một vị thánh nhân Không có người nào Chiến công lập nghiệp trong xã hội đều là những người bình thường không được coi là thành tựu các bậc cổ đức xưa nói bất hiểu hữu tam vô hậu di đại vô hậu ở đây không phải nói quý vị con cháu nhiều nhân khẩu đông không phải như vậy mà nói trong số con cháu có người thành tựu hay không đức hạnh thành tựu sự nghiệp thành tựu học vấn thành tựu là nói những điều này nếu có một người, đây gọi là truyền nhân, gọi là có hậu, truyền thừa gia đạo, gia học, gia nghiệp của gia đình quý vị, điều này rất quan trọng. hiện tại trong nhà phật nếu nhìn từ góc độ này thì phật pháp truyền thừa đến nay đã rất suy yếu phật pháp không còn Trước chúng ta một đời còn được Mai Quang Hy truyền thừa tịnh Độ Tâm Của Hạ Liên cư Ấn Quang Đại Sư truyền cho Lý Bính Nam Đồng học của cư sĩ Lý Bính Nam không ít Đều là học sinh của Ấn Quang Đại Sư Nhưng thật sự thành tựu Một đời dạy học Cống hiến cho xã hội Cho quốc gia Chỉ có Lý Bính Nam Thiên thai tâm Sau đế nhạc Pháp Sư Có bảo tịnh đàm hư Sao họ cũng không còn ai Không ai có thể theo kịp thầy mình Học trò của Ngài Đàm Hư tôi quen rất nhiều Hơn nữa số đo đều đã qua đời Còn các tôn phái khác không nghe nói Khi tôi học Phật Thầy Phương Đông Mỹ thẳng thẳng nói với tôi rằng Phật Pháp rất hay Nhưng người học Phật quá ít Nhiều người xuất gia lơ là Thời đại này người xuất gia không coi trọng việc dạy học Đối với việc học tập cũng không coi trọng. Như vậy nhà Phật coi trọng điều gì? Coi trọng Phật sự, coi trọng việc tụng kinh bài sám. Đây không phải là bản chất của Phật giáo. Phật giáo đã hoàn toàn bị biến chất. Kinh vô lượng thọ từ đầu đến cuối không nói với chúng ta tổ chức pháp hội cũng không nói đến đã phật thức lúc thế tuân còn tại thị ngay ngay dạy học còn tu hành thì sao tu hành đều ở nơi mỗi người đó là việc của chính chúng ta thầy nói rõ ràng minh bạch chúng ta cũng đã nghe hiểu còn tu như thế nào thì tự mình biết nói tóm lại tu hành là sửa đổi tâm đem tâm luân hồi lục đạo sửa đổi thành tâm bồ đề đây là phát tâm bồ đề tâm luân hồi lục đạo là giọng tâm tâm bồ đề là chân tâm tâm thay đổi hành vi đương nhiên cũng thay đổi hành vi tự nhiên phù hợp với giới luật tập khí của các điều xấu ít đi con người tự nhiên cũng định không còn nông nổi Định lâu thì trí huệ khai Đây là một nguyên tắc Nguyên lý tu hành thông thường Hiện nay không chú trọng những điều này Đến hình thức Cũng không phải thật Nên Xã hội loạn Chúng ta sống trên địa cầu này thiên tai rất nhiều rất nghiêm trọng bây giờ chúng ta hiểu hoàn cảnh vật chất là tùy theo ý niệm mà chuyển ý niệm bất hiện hoàn cảnh làm sao tốt được môi trường ở thế giới tây phương cực lạc tốt như vậy chủ yếu chính là nhân tâm tốt thuần tịnh thuần thiện, đặc biệt là mỗi người đều biến đại hạnh đại nguyện công đức thanh tịnh của Phật A Di Đà thành của mình. Hay nói cách khác, thế giới cực lạc là thế giới gì? Vô lượng vô biên đại chúng Mỗi người đều là tiểu Phật A-di-đà Thật là thị giới Phật A-di-đà Phật A-di-đà rất biết dạy Ngài dạy học sinh rất giống Ngài Chúng ta thật sự hiểu được đạo lý này Hiểu được chân tướng sự thật Thì chúng ta cũng học được Chúng ta có thể học được ít phần Nhất định pháp hỷ sung mãn Cảm nhận được điều gì Vô cùng hạnh phúc Thế giới này trước mắt thiên tai quá nhiều Nhưng quý vị hạnh phúc Quý vị đối với tánh tướng nhân quả Đều thông đạt rõ ràng Như vậy làm sao không hạnh phúc được Chúng sanh khổ đó là nghiệp báo Điều này quý vị rất rõ ràng Nghiệp cảm như thế nào thì quả báo như thế đó Là tự nhiên Quả không có ai sắp sẵn cho mình Cho dù là ngạ quỷ hay địa ngục Cũng không phải sắp đặt trước Trong địa ngục Thực tế mà nói Địa ngục vô lượng vô biên Vì sao vậy? Vì ác niệm vô lượng vô biên Ác nghiệp thập ác à, Chiêu cảm ra địa ngục Nên địa ngục vô lượng vô biên Trong kinh điện nói đến địa ngục Là địa ngục khi Đức Thế Tôn còn tài thế Bây giờ có nói đến chăng Có nhưng không nhiều chỉ nói nhiều về đương thời Giữ ngôn về sau Thì điều này nói không ít Chúng ta cần phải hiểu Nhưng nguyên lý nguyên tắc Đều đã nói ra Ác niệm vô lượng vô biên Hiện niệm cũng vô lượng vô biên Và thiên đường cũng vô lượng vô biên Điều này trong Hoàng Nguyên Quán nói là Xuất sanh vô tận Trong Lục Tổ Đàn Kinh nói là Năng sanh dạng pháp Nó không có nhất định Nó thiên biến dạng hóa. Tùy theo ý niệm mà chuyển biến Tâm của người ở thế giới cực lạc thanh tịnh Họ định Tâm họ định Nên chiêu cảm được thế giới này Thông thường chúng ta gọi là Nhất chân Pháp giới chân là gì là không thay đổi vì sao bất biện vì tâm họ bất biện thuần tịnh thuần thiện không có một chút bất thiện nào xen vào trong đó phật a di đà thật biết vậy Phương pháp quá tuyệt diệu Y báo là bảo thọ trang nghiêm Thất bảo Không phải bảy loại Mà thất bảo tượng trưng cho sự viên mạng Trong kinh Di Đà Dùng thất làm đại biểu Thất từ đâu mà có Là bốn phương Đông Tây Nam Bắc Thượng Hạ Như vậy là sáu phương Cộng thêm vào Trung gian nữa là bảy Nên nó tượng trưng cho sự viên mạng Như thế nào gọi là viên mạng Thành tựu chính là viên mạng Nên trong kinh nói bảy ngày Một, hai, ba, bốn, năm, sáu Đây là định Là xác định Còn bảy không phải là xác định Ngày nào niệm thành công Thì ngày đó viên mạng nên bảy không phải là nhất định nó tượng trưng cho sự viên mãn chúng ta thấy rất nhiều người niệm phật ba năm thành phật ba năm đó gọi là bảy gọi là viên mãn một năm viên mãn thì bảy chính là một năm hai năm viên mãn thì bảy chính là hai năm nên bảy không phải là định số Suốt đời mấy mươi năm niệm Phật viên mãn cũng gọi là bệnh, Nền thất bảo là vô lượng vô biên trân bảo Hình thành bảo thọ Vì sao gọi là hàng thọ Cây ở đây tự nhiên sanh trưởng Không có người sắp đặt sẵn Không có người dung trồng Hoàn toàn tự nhiên Hàng lớp của nó rất chỉnh tề hoàn mỹ hơn cả sắp xí Vì sao vậy? Vì tảnh đức viên mãn Trong tánh đức viên mãn hiện ra cây cối có bao nhiêu biển khắp nước này quốc độ của thế giới cực lạ không có biên tệ thật như người xưa nói lớn không gì lớn hơn nhỏ không gì nhỏ bằng thật tuyệt vời Cây bao biến khắp cả cõi nước Sở chư bảo thọ Bên dưới có giới thiệu sơ lược Hoặc nhất bảo độc thành Thí như hoàng kim, Cây cối ở đây thuần là vàng rồng biến thành Rễ là vàng rồng Cây cũng là vàng rồng Cành lá cũng là vàng rồng Cây lá hoa quả toàn là vàng rồng Đây là một loại châu bão thành tựu Hoặc là nhiều thứ báo cùng thành tựu Nghĩa là tạp bảo Rất nhiều trân bảo thành tựu Thủ giai chính tề trang nghiêm Sở dị thành hàng thọ Sắp từng hàng từng hàng rất chỉnh tệ Quan sát thù diệu Trong báo này phóng quan Tự nhiên phóng quan Không dựa vào bên ngoài Còn ánh sáng ở thế giới này của chúng ta Nhất định phải có ánh sáng mặt trời Không có ánh sáng mặt trời Thì tự mình không thể phóng ánh sáng Khi ánh sáng mặt trời chịu ra cũng có nhiều màu sắc không giống nhau Là ánh sáng phản xạ Như hiện nay có rất nhiều trang sức Dùng bằng thủy tinh Miệng thủy tinh này lớn nhỏ Không giống nhau Gắn vào nhìn rất đẹp Khi ánh sáng chiếu Từ góc độ khác nhau Phát ra ánh sáng màu sắc khác nhau cũng rất đẹp Trân bảo ở thế giới Tây Phương cực lạ Là tự nhiên phóng quang Y chẳng đều phóng quang Thân thể mỗi người đều phóng quang Trên đỉnh đầu có dòng hào quang Cây cỏ hoa lạ trên đại địa Không có thứ nào không phóng quang nên thế giới cực lạ không cần nhật nguyện Mà vẫn chịu sản Quan sát Thù diệu Thù là thù thẳng Rất tuyệt vời Tùy phong tấu nhạc Thế giới Tây Phương có gió Nhưng không có bão Không có gió làm tổn thương Đều là gió hòa thuận Gió hòa Gió nhẹ Không có gió lớn Gió lốc, gió xoay ở thế giới Tây Phương cực lạ Hoàn toàn không có Nếu như có Thì Đức Phật nhất định nói đến gió hòa thuận gió thổi lá cây lá cây đều là vô lượng trân bảo thành tựu lá cây gia chạm nhau nó sẽ phát ra âm thanh giống như chuông gió vậy chuông gió chỉ phát ra âm thanh tuyệt diệu cũng có thể tương đương với nhạc giao hưởng nhưng không thể nói pháp còn âm thanh ở thế giới cực lạc là nói pháp điều này thật không thể nghĩ bạn âm điệu hòa nhã cây cối biết nói pháp không những biết nói pháp mà cây cối ở đây Di diệu vô cùng hình tướng trong mười phương thế giới giống như truyền hình vậy nó phản ứng trong cây Chúng ta từ trong cây có thể nhìn thấy quốc độ của mười phương chư Phật Như ngày nay truyền bá tin tức Nó có công năng này Thử tức đệ tứ thập vô lượng sắc thọ Nguyện chi thành tựu đây là loại thế giới cực lạ vì sao có tình hình này ở đây đã nói ra điều đó là do đức phật a di đà khi còn ở nhân địa đã từng phát qua nguyện này là vô lượng sắc thọ nguyện ngày nay thành phật nên tự nhiên có hiện tượng này những hiện tượng này là gì từ tâm tưởng sanh tâm tưởng khi ở nơi nhân địa bây giờ quả báo thực sự đã hiện ra tất cả pháp từ tâm tưởng sanh chúng ta xem tiếp đoạn sau Ở đây nói về bản chất của cây cối Bỉ như lai quật Chính là thế giới cực lạc đa chư bảo thọ hoặc thuần kim thọ thuần bạch ngân thọ lưu ly thọ thủy tinh thọ hổ phách thọ mỹ ngọc thọ mã não thọ duy nhất bảo thành bất tạp dư bảo đây chính là nói về nhất bảo Hoàn cảnh cư trụ ở thế giới cực lạc Là tùy tâm muốn gì được nấy Tâm tưởng sự thành Không cần kiến tạo Không cần thiết kế Chẳng có thứ gì là không vừa ý Hoặc hữu nhị bảo tam bảo Nãi chí thất bảo Thất bảo ở đây mới nói là vô lượng bảo Chuyển cộng hợp thành Căng hành chi cả Ở đây nói đến hành Thông thường chúng ta gọi là bổn Bổn chính là thân cây Từ đây Tiếp tục sanh ra cành Hoặc sanh ra thân cây Thân sanh ra cành Cành xanh ra nhánh Nhánh xanh ra ngọn Ngọn xanh ra lạ Thử bảo sở thành Hoa dịp quả thật Tha bảo hoa tạc Đây chính là Các loại bảo thành tựu Đẹp không tả được hoặc hữu bảo thọ hoàng kim di căn bạch ngân di thân thân này chính là bổn chúng ta nói là căn bổn lưu ly làm cành Thủy tinh làm ngọn Hổ phách làm lạ mỹ ngọc làm hoa mã não làm quả ở đây đưa ra ví dụ Tương tự như loại ví dụ này Các loại bảo hợp thành cây bão Vô lượng vô biên Đức Phật nói Pháp và đưa ra những ví dụ này Những trân bảo này thế gian chúng ta có Chúng ta có thể lãnh hội Nếu nói ra mà thế gian chúng ta không có Thì điều đó không có ý nghĩa nói ra chúng ta không hiểu vì chưa thấy qua cũng chưa từng nghe qua nên muốn chúng ta có thể lý giải có thể lãnh hội được đức phật đã đưa ra ví dụ như vậy trên thực tế chúng ta chưa nhìn thấy chưa nghe thấy rất nhiều đến thế giới cực lạc sẽ nhìn thấy hết Hoàn cảnh tu học như vậy đi đến đâu để tìm Đến thế giới cực lạc rõ ràng là đi hưởng thụ Điều này là thật không phải giả Nhưng người ở thế giới cực lạc Thân tâm thanh tịnh Vô ngã Vô nhân Vô chúng sanh Vô thọ giả Ở trong cõi phàm thánh đồng cư hoàn toàn phá được tử tướng như kinh kim càng nói nên đối với cảnh giới này có còn tham luyến chăng không còn giống như hiện nay chúng ta đối với cây cỏ hoa lá nhưng thế gian Đích thực Có không ít người thích cây cỏ hoa lá Nên họ dùng cả tâm tư để dung trồng Bỏ rất nhiều thời gian Để chăm sóc Đây đều là tập khí Yêu hoa Yêu đến tổ cùng Quý vị cần phải biết Như vậy tương lai Chỉ hết đi sẽ làm thần hoa nếu yêu cây cối Rất thích nó Thì sau khi chết biến thành thân cây Thế giới cực lạ Tuy nhìn thì Cảnh sắc đẹp Tâm sanh vui thích Có thể thưởng thức nó Nhưng tuyệt đối Không có ý khống chế Chiếm hữu yêu thích Không có Không sanh khởi điều này Vì phân biệt chấp trước của họ Đều đã đoạn tận Mặc dù đới nghiệp giảng sanh Còn một ít tập khí phân biệt chấp trước Nhưng khi đến thế giới cực lạ Được bổn nguyện oai thần của Phật A-di-đà gia trị Thì hết thảy đều tiêu trừ Hướng nữa là Ngày ngày Đức Phật A-di-đà giảng kinh thuyết Pháp Ngài luôn nhắc nhở rằng Quý vị xem đó là giả Không phải thật Phạm sở hữu tướng giai thị hư vọng Ở thế giới cực lạc hai câu này rất hữu ích Nhất thiết hữu gì Pháp như mộng huyễn bao ảnh Tất cả đều hữu ích Cảnh giới thật sự là gì? Là thường tịch quan Trong thường tịch quan không có điều gì cả Ba loại hiện tượng liệu bất khả đắc Hiện tượng tự nhiên không có Hiện tượng tinh thần không có Hiện tượng vật chất cũng không có Như vậy mới thật sự gọi là Được đại tự tại Được đại viên mãn Thế giới này Là thế giới của Pháp thân Bồ Tát Chư Phật Như Lai Trong cõi thường tịch quan ứng thân đến quậy thật vọng, các ngài hiện pháp thân và giáo hóa pháp thân bồ tát pháp thân bồ tát chưa đoạn tập khí vô thị vô minh nên Cõi báo Cõi phương tiện quái đồng cư Quý vị đến đó xem Sẽ thấy ngày ngày đều giảng kinh thuyết pháp Lên lớp chia sẻ Lấy điều này làm vui Không biết mệt nhọc Mỗi ngày mỗi người đều có năng lực Tin tức trong mười phương vô lượng vô biên Chúng ta đều có thể thu nhận được hết Tin tức tuy nhiều Nhưng đều rất rõ ràng Không có chút tạp loạn nào Tin tức trong mười phương thế giới Chúng sanh có duyên có cảm Thì chúng ta lập tức có ứng Thật có thể quan tâm được thế Cha mẹ, anh chị em, vợ con Từ vô lượng kiếp đến nay Chúng ta đều nhìn thấy Không phải một đời Mà đời đời kiếp kiếp Bạn bè đồng học Những người có duyên với mình Duyên này có thiện duyên Có ác duyên Rất phức tạp nhưng đều thấy hết Đến lúc này chúng ta Một lòng chân thành Một lòng từ bi Nhìn thấy những người này Cần giúp đỡ Đều có thể đồng thời giúp đỡ họ Đồng thời là gì Có thể phân vô lượng vô biên thân Đến thế giới Tây Phương cực lạ Thì thần thông trí tuệ đạo lực của chúng ta Có thể nói là gần giống như Phật A-di-đà Đây là Phật A-di-đà từ bi gia trì Ngài không gia trì thì không thể có năng lực này Ngài gia trì Hiện những năng lực này trong tự tánh đều có thể hiển lộ Năng lực này là chúng ta vốn có Ở sau có câu Kỳ dư chư thọ phục hữu thức bảo hộ gì Cầm cán chi dịp hoa quả chủng chủng cộng thành Chúng ta xem chú dạy của Hoàng Niệm Tổ Thủy Tinh Với Thủy Tinh mà hiện nay chúng ta thường nói là tương đồng Phản ngữ là pha lê Pha lê là dịch âm Lại gọi là pha lê Pha lê là thành phẩm hóa học hiện đại Thời xưa không có pha lê Mà chỉ có thủy tinh Nên Trong kinh Phật nói Pha lê chính là thủy tinh có màu tím Màu trắng Màu hồng Màu ngọc bích Màu xanh lục Giống như phỉ thúy Gọi là màu ngọc bích Có bốn màu Lưu ly nải phản ngữ Hoa ngôn thanh sắc bảo Bảo này màu xanh Tất cả các thứ bảo đều không thể phá hoại Thể của nó cứng Màu sắc ống ánh Thế gian rất hiếm thấy Nên có tên là bảo Có người nói Ngày xưa có một số người nói Pha lê mà trong kinh Phật nói Chính là Ngọc Bích Ngọc màu xanh lục Rất quý Giá trị rất cao Đại địa của thế giới cực lạ Không phải bằng đất Nó là bằng lưu ly dùng lưu ly làm đất hiện nay chúng ta nói ngọc bích rất hiếm và rất ít nhưng toàn bộ mặt đất ở thế giới cực lạ dùng ngọc bích trải không có gì gọi là hiếm thấy cả đến thế giới cực lạ những trân châu mã não này rất nhiều không ai cần Hộ phách lưu ly Cũng đều là trân bảo của thế gian Tóm lại thất bảo Đều miễn cưỡng Dùng vật thế gian làm ví dụ Câu này rất quan trọng Bất cứ loại châu báu nào ở thế giới Tây Phương Chúng ta đều không có cách nào tưởng tượng được Thật là không thể nghĩ bằng. Chúng ta chưa từng thấy Hay nói cách khác Là cũng chưa từng nghe qua Bất luận là nghe ai nói Chúng ta đều không có cách nào lãnh hội được Điều này là Đức Thế Tôn dùng phương tiện thiện, thiện xảo Dùng trân bạo thế gian Để làm ví dụ thực tắc cực lạc nhất thiết dạng vật tất giai vi diệu kỳ lệ siêu du thập phương khải chân tợ thử trượt thị chi tục vật người ở thế gian này cho đây là những thứ quý giá trân bảo thực tế mà nói thì đây là những thứ trong ngũ trượt ác thị Đem đến thế giới Tây Phương cực lạc Ở đó không nhận Những thứ này là nhiễm ô là rác rưởi Ở đó không cần những thứ này Những thứ này vừa vào đến cửa Sẽ làm phá hoại những thứ ở đây Nên nhất định phải biết Trân bảo nơi này của chúng ta từ đâu mà có Từ trong A lại gia thức biến hiện ra A lại gia là nhiễm ô A lại gia là giả không phải thật Thế giới Tây Phương cực lạc Y chẳng trang nghiêm là tự tánh hiển lộ ra trong tự tánh không có a là già Có a là già là có thay đổi Nó liền có biến hóa Vì a là già là năng biến Nên mười pháp giới Không rời a là già Trong mười pháp giới Bao gồm lục đạo Sát na biến hóa diễn diễn không ngừng Giống như ý niệm vậy Niệm trước việc thì niệm sau sanh Mỗi niệm không tương đồng Chúng ta cũng đã hiểu Năng niệm như vậy Thì sở niệm khẳng định cũng như thế Sở niệm là hiện tượng tinh thần Và hiện tượng vật chất nên hiện tượng tinh thần và hiện tượng vật chất là giả Giả nên mới vô thường Sát na sanh diệt Nên chúng ta nhất định phải thường nghĩ đến đối thoại giữa Đức Thế Tôn và Bồ Tát Di Lạc Thế Tôn hoại Bồ Tát Di Lạc Tâm có sở niệm Phạm phu ở thế gian này Trong tâm khởi một ý niệm Trong niệm này có bao nhiêu niệm nhỏ Có bao nhiêu niệm Có mấy tướng Có mấy thức Tướng là gì? Hiện tượng vật chất Thức là hiện tượng tinh thần Các nhà khoa học gọi là tinh tức Trong lòng chúng ta vừa khởi lên một ý niệm Chúng ta không biết Bồ Tát Di Lạc đưa ra ví dụ một khẩy móng tay Đại khai chúng ta động một ý niệm là giống như một lần khẩy móng tay là một niệm trong một niệm này có bao nhiêu niệm vi tị? Có 32 ước 100.000 niệm. Đơn vị là 100.000. 32 nhân với 100.000. Ngàn. 100.000 ngàn là 10 vạn. Người Trung Quốc nói 320 triệu. Một cái móng tay có 320 triệu niệm vi diệt. Chính là loại chúng ta cảm nhận được có một ý niệm trên thực tế 320 triệu niệm nhỏ tổ hợp thành Bồ Tát Di Lặc nói niệm niệm thành hình Mỗi niệm đều có hiện tượng vật chất Hình dai hữu thức Trong mỗi niệm hiện tượng vật chất Đều có ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành thức Một niệm chính là một ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành thức Bồ Tát Quán Thế Âm nhìn thấy ngũ uẩn đều là không Là giả không phải thật Bồ Tát nhìn thấy ngũ uẩn đều là không Đó là hiện tượng tự nhiên Trong tự tăng không có ba loại hiện tượng Ba hiện tượng tự nhiên không có Hiện tượng tinh thần cũng không có Hiện tượng vật chất lại càng không Đó gọi là thường tịch quan Thường tịch quan là bản thể Trong triết học nói là bản thể của vũ trụ dạng hữu Thường tịch quan cũng gọi là tự tánh Cũng gọi là chân như Cũng gọi là pháp tánh Trong Đại Thừa Đức Phật đã cho rất nhiều danh xưng nói nhiều danh xưng như vậy trong này có dùng ý nghĩa là nói chúng ta đừng chấp trước nếu chấp trước tướng danh tự là sai lầm đây là thiện xảo trong việc dạy học của đức phật quý vị hiểu là được danh tự là giả không phải thật Nên thế giới cực lạ Đây chỉ là dùng chữ này để hình dung Rất khó lãnh hội Không có cách nào nói được Chỉ có thể nói là di diệu không gì sánh bằng Dược trên mười phương Trong quốc độ mười phương chư Phật không có Chúng ta ở trong ngũ trượt ác thị Những thứ này không có cách nào so sánh được Hữu cứ giảng sanh luận Tắc thử báo thọ Hiển quốc độ trang nghiêm trung Chủng dụng sự công đức thành tựu Ở trước chúng ta đã học Trong giảng sanh luận nói Công đức 19 loại Y chánh trang nghiêm thanh tựu điều này cung cấp rất nhiều tin tức đối với việc giới thiệu thế giới tây phương cực lạc thọ thị diệu bảo sở thành thị tức bị dư trân bào tánh chi hiểm nghị nói cạn một chút thì đầy đủ Vô lượng vô biên trân bảo Thâm ngôn chi Cái hiện Di đà chi tạnh đức Nhất thiết diệu bảo Giai di đà tạnh đức sở bổn cụ Trong tự tạnh vốn đầy đủ Như Ngài Huệ Năng khi kiến tánh đã nói đâu ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ, thơ tuyệt diệu là tánh đức tự nhiên hiển lộ ra, tánh đức mỗi người đều đầy đủ, chẳng có ai là không có. Mục tiêu cuối cùng của việc học Đại Thừa Chính là dạy chúng ta minh tâm kiên tánh Tìm trở về tánh đức Tánh đức thành tựu Chính là thế giới cực lạc có thể nói thế giới cực lạc là tánh đức viên mãn thành tựu quốc độ của chư phật mười phương quảy thật bảo cũng đều là tự tánh thành tựu nhưng không có quảy nào viên mãn thù thẳng như thế giới cực lạc Tôi nói với quý vị Mười Pháp giới Tam đồ lục đạo trong mười phương thế giới Có phải là tự tánh thành tựu chăng? Phải, không sai chút nào Nhưng trong tự tánh có xen lẫn tạp nhiễm Có nhiễm ô, có tạp niệm Khiến tự tánh thành tựu bị biệt chân Nên biến thành như vậy Rời khỏi tự tánh một pháp cũng không lập Không có một pháp 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 đều không rời tự tánh Thế gian này chính là có mê, có nhiễm Có thiện ác nghiệp trong tự tánh hoặc là chúng ta đem hết thảy mười phương thế giới để nói có giác mê có nhiễm tịnh có thiện ác điều này nói rất cụ thể trong tử thánh pháp giới có giác có đại giác có giác có mê giác phần nhiều mê phần ít trong phạm phu lục đạo mê nhiều giác ít hoàn toàn mê không có giác là địa ngục địa ngục là hoàn toàn mê một phần giác ngộ cũng không có Tự thánh pháp giới là tịnh Tâm đều thanh tịnh Trong lục đạo phàm phu là ô nhiễm Tự thánh pháp giới không có thiện ác Vì thiện ác là nhiễm Nên thiện là tam thiện đạo Ác là tam ác đạo Đây là tự tánh đã bị méo mó nên biến thành cảnh giới này, bất luận là cảnh giới nào đều không xa rời tự tánh. Đức Phật dạy chúng ta trở về với tự tánh. Đức Phật giúp chúng ta trở về với tự tánh. Phật A Di Đà giúp chúng ta. Chư Phật Như Lai dạy chúng ta, Phật A Di Đà kiến tạo thế giới cực lạc là giúp chúng ta Chúng ta Theo Phật A Di Đà học tập Hy vọng làm một cái Phật A-di-đà kiến lập thế giới Thế giới cực lạc Chúng ta có cách nào kiến lập một thôn cực lạc chăng? Đầu tiên chúng ta làm một thôn cực lạc nhỏ trước để thí nghiệm Nếu thực sự hiểu rõ Và nhận thức được tịnh độ Phát tâm suốt đời Chỉ có một phương hướng Một mục tiêu Mọi người cùng nhau tu tập cầu sanh tịnh độ Mỗi ngày học kinh vô lượng thọ 4 tiếng Niệm Phật A Di Đà bốn tiếng. Đây gọi là gì? Thời khóa cố định. Thời khóa cố định của chúng ta mỗi ngày chỉ đơn giản như vậy. Đầu tiên chúng ta kiến lập một thôn nhỏ. Trong này có 100 hộ dân cư. Tôi dự định khoảng 200 người Ở Đồ văn Ba Úc Châu đã chiến thiết được Đất đã có người phụng hiến cúng dường Chúng ta thiết kế và quy hoạch Thế giới Tây Phương Cực là không cần thiết kế Không cần quy hoạch Mà do tánh đức thành tựu chúng ta thì không được vì không có công đức đó nên phải tự mình thiết kế quy hoạch chúng ta cần báo danh báo danh thì chúng ta thật sự phải tham gia kiểm tra quản lý hy vọng thôn nhỏ này hoàn cảnh này đạo tràng tu học này có một chút giọng thì giới cực lạ Đây là tịnh độ Xã hội hiện nay Tôi nghe rất nhiều người nói Hiện tại trên địa cầu này Chỉ còn lại hai nơi tịnh độ Là New Zealand và Úc Châu còn ngoài ra đều bị nhiễm ô chúng ta ở trong tịnh độ kiến lập một di đà tịnh độ môn học hàng năm của chúng ta chính là kinh vô lượng thọ học xong một lần thì bắt đầu học lại lần thứ hai học xong lần thứ hai thì học tiếp lần thứ ba học mãi như vậy chỉ thâm nhập một môn Khiến cho tâm định lại Đến nơi này niệm Phật nhất định thành Phật Tôi tin rằng thôn di đà nhỏ này của chúng tôi Hiệu quả hoàn toàn tương đồng Với đông lâm niệm Phật đường Mà đương thời Huệ Diễn Đại Sư kiến lập Đạo tràng của Ngài Huệ Diễn gọi là niệm Phật đường đông lâm Chúng tôi ngày nay gọi là thôn di đà Trong này có chánh điện Chính là niệm Phật đường Chúng ta có giảng đường Nghe khi 4 tiếng đồng hồ Ở giảng đường Niệm Phật 4 tiếng Ở niệm Phật đường Người sống ở đây Sẽ có người chăm sóc chúng ta có một nhà ăn lớn ăn cơm tự chọn chúng ta có một trung tâm hoạt động đây là hệ thống công cộng ngoài ra chính là phòng ở phòng ở giống như nhà nghỉ vậy mỗi gian phòng lớn gần bằng gian phòng của nhà nghỉ vì chúng ta sống ở đây lâu dài ngoài phòng ngủ ra còn có một phòng khách nhỏ có một gian trà nước để tự mình có thể nấu nước trà ít nhất còn có một phòng cất đồ nhỏ hoàn cảnh bên ngoài như công viên vậy cây cỏ hoa lá để cho chúng ta thưởng thức sáng tối có thể đi kinh hành tản bộ bên ngoài đó là vận động lạy phật trong phật đường là vận động hy vọng lạy phật cũng nằm trong thời khóa cố định Một ngày ít nhất là một trăm lạy Thân tâm mạnh khỏe Tự nhiên sẽ trường thọ Chúng tôi đang tích cực và kế hoạch Có người đang cúng dường cho chúng tôi một mảnh đất Hơn hai trăm mẫu anh Diện tích có thể sử dụng khoảng tám mươi mẫu Đất rất lớn, rất rộng Ở Úc Châu Chính là thôn người già về hưu Ý kiến này của chúng tôi Lãnh đạo ở đây cũng rất hoàn hệ Ông ta đồng ý. Chúng ta đến kiến lập kiến lập một thùng tịnh độ nhỏ. Hết giờ rồi, hôm nay chúng ta nguyện chỉ học được công đây. đức này, hồi hướng bốn ân và ba cõi. Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc hành Phật đạo. Chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật.